Loan xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Loan Anh Family Cuộc Sống Úc. Hôm nay gia đình Loan đi dạo biển Bạc Liêu. Sau đó mình mua hải sản tươi sống ở phía trước nhà hàng. Rồi vào nhà hàng họ chế biến sẵn cho mình, họ chỉ ăn tiền công thôi. Loan mời cả nhà cùng theo dõi video clip của gia đình Loan hôm nay nhé. Khu du lịch nhà mát thế nha. Sau khi mình mua hải sản xong á cả nhà, mình đem vô cho chủ nhà hàng á, người ta chế biến sẵn cho mình. Riêng các món nướng thì người ta chỉ cho mình cái lò thôi cả nhà, rồi mình tự nướng. Người ta làm sẵn cho mình hai chén phô mai với mỡ hành, rồi mình tự bỏ lên lò mình nướng cả nhà. Cậu ba nướng cho mọi người ăn nghe cả nhà ơi. Wow. Này là giọt nướng phô mai. Giọt nướng phô mai. Rồi chút xíu là có cái con này là mình nướng mỡ hành. À, cậu ba nướng thấy ngon chưa?
Con này con gì em ơi? Ôi trời, con này mới là con bệnh nè. Con này con gì? Hào. Con hào. À, cái này hào nướng phô mai cả nhà ơi. Nãy là Phụng là nướng con hào, bây giờ chứ qua nướng con bệnh nha. Con sò với bàn nướng cá bên. Vô. Wow. Em chá đâu có ăn gì, em chá ăn kem không cả nhà ơi. Khu vực nhà sớm nhà trời rất là vui nha cả happy nhà. Không, em. Thank you for your meal. Yeah. My pleasure. Má đường mấy mấy cạn con kẹp cho thằng Vun ăn. Ra cậu ba phục vụ hai Vun này nha. You got chocolate everywhere, Jazz. Okay. Mimo. Mimo. Okay. Yeah. 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 Ice cream. Nè Phụng nè, cậu ba nè, cậu ba ăn nè, rồi Vun hai Vun nè, đó uống bia nè, rồi Lon nè. Lon ăn gì Lon? Rau muống xào mỡ nè. Ăn rau muống xào mỡ. Cua không ăn, ăn rau muống. Rau muống xào mỡ ngon lắm. Rau muống xào mỡ ngon quá kìa. Đó, rồi cậu ba ăn cơm trắng nè, ăn với cua. À, cua gâm me. Kim nữa nè, thi nữa nè. Ồ, cả bàn mình ăn quá trời ăn, chung phải sạch sẽ hết trơn nè. Chăm nữa nè, đó. Chăm nè, Phúc nè, Phúc ơi. Thận nữa nè, đó. Cả nhà vui vẻ. Cả nhà vui vẻ. À. Ăn công công nha cả nhà. Mọi người gỡ ra mới ăn được. Còn có mấy con. Yo. Oh, sorry. Yo. Ê, chắc vô. Chắc tỉnh rồi đó, chắc tỉnh rồi. Yo. Yo. Sau một tiếng đồng hồ thì đồ ăn trên bàn đã hết rồi nha cả nhà. Ủa, đọc lại lời thoại cho em chết đã hết rồi. Yo. Quán ăn này là nhìn ra biển nha cả nhà. Đây là giá tiền công người ta chế biến sẵn các món ăn cho mình, cộng với hai dĩa cơm chiên và một dĩa rau muống xào. Còn tiền hải sản thì mình trả tiền riêng cả nhà. Giờ này 6 giờ chiều rồi cả nhà. Nước ở đây rút hết. À, cái cầu Bạc Liêu này hết nước luôn cả nhà. Biển không eo luôn. Chas. Yeah, no water, Chas. Bị dài nha cả nhà ơi. Ẩm thực quay ngọc.
biển Bạc Liêu. Bây giờ lên xe về. Ăn no quá đi em nổi rồi. Nào quay cách nha. Ngủ rồi. Ăn đi con, tội nghiệp hết đi. Ở đây là mấy quán ăn cả nhà. Ở đây cả nhà có cái bảng này nè, cấm cân thiếu, đường dây nóng, số điện thoại. Cho đó cả nhà. Xe thì cho đậu trong nhà luôn. Rồi. Cho xe đậu trong nhà luôn. Đó, cho đó. Cả nhà yên tâm ăn uống nha. To say the things he truly feels.